plong plong ngay ta ôn con trai lúc na không plong plong ngay ta ôn con trai lúc na cùng bụng đôi chiếc cá vì lúc tối lùm mình đai pro tê con nó sẽ sát chắc mình ôn chmua quay tê nó sốc dìl bê pro lùm xôm ôn niên không khấn bóng xôm xua chất thân mơ năm thọ chút lẽ bình đầy ôn cho áo tay trong
Vâng, vì điều kiện đường xã xa xôi thì hiện tại tôi không thể nhận thấy thông tin bố mẹ của cô dâu, thì không quý vị thông cảm. Và trên đây xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu và cho đại gia đình chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, là kính thưa quý vị, và giờ đây vâng, kính thưa quý vị thân mến, phải một lần khó là ông Út Sang là không biết nói tiếng Việt. Ông Út Sang thì nói tiếng Khmer thôi. Thì thôi, ông Út Sang bảo thôi nhờ anh nói dùm. Vâng, kính thưa quý vị, vâng, xin được thay mặt cho đại gia đình ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc của mình đã đến chung chia niềm vui với gia đình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay gia đình chúng tôi phục vụ hết mình, hết sức. Và nếu có gì đó sai sót, kính mong quý vị bỏ qua. Vâng, một lần nữa xin cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin được trả lại quý vị trên sân khấu này về nơi ban đầu. Mua từ nước ngoài về, vâng, chúng ta thấy một sợi dây rất là to và hình hai cái nhẫn là cơ. Vâng, nhẫn nào nên đấy hình như nó phải dưới tỷ hết. Xin mời các nhiếp ảnh gia đâu ạ, chụp hình ghi lại những bức ảnh đẹp ngày hôm nay quý vị. Vâng, đẹp quá trời. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý bạn hai vị rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn cô dâu chú rể. Có hôn nhau không? Không đi. À, thôi hả? Là hôn nhau đi, mình yêu nhau mà, mình lấy vợ là đi, chồng mình mà vợ mình mà ngại gì? Xin quý vị cho một
không gian.